thưa bà con, thưa quý khán giả. Theo kế hoạch thì đến đầu giai đoạn 2, tức là vào năm 2016 thì xã An Phước mới được ghi vốn về đích xã nông thôn mới. Thế nhưng mà với nhiều cái phấn đấu quyết tâm của ban chỉ đạo xã cũng như là sự đồng thuận của bà con nhân dân trong mấy năm qua thì đến nay khả năng mà An Phước về đích sớm hơn là rất có thể. Cho nên những giải pháp nhằm giúp cho An Phước về đích trong năm 2015 được ban chỉ đạo xã cũng như là ban chỉ đạo huyện Mang Thít đang rất là tập trung. Chương trình nông thôn mới ngày hôm nay chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có địa bàn giáp sông lớn Cổ Chiên, giáp trung tâm huyện Mang Thít và nằm trong tuyến công nghiệp được tỉnh quy hoạch nhiều năm qua, An Phước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đồng thời cũng là đất lành để thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, trang trại về đầu tư làm ăn. Và thực tế nhiều năm qua cho thấy các thành phần kinh tế này đã đóng góp đáng kể vào việc ổn định và phát triển kinh tế, đời sống cho An Phước. Đi đôi với sự phát triển về kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng ở An Phước tuy chưa đầy đủ, chưa đạt chuẩn cao nhưng cũng khá toàn diện. Vì vậy, An Phước được xem là đã khởi đầu đi lên từ một xã khác. Tuy nhiên, trong danh sách các xã phấn đấu đi lên nông thôn mới ở giai đoạn 1 không có tên xã này. Nghĩa là An Phước nằm trong top 2 giai đoạn 2015-2020. Bởi vậy, xã không thuộc diện được ưu tiên bố trí vốn đầu tư nông thôn mới. Kinh nghiệm nhiều địa phương đã cho thấy phát huy sức mạnh nội sinh bao giờ cũng vững vàng và tốt hơn. An Phước tận dụng những lợi thế của mình, tập trung huy động nhân dân vào cuộc. Những tiêu chí nhẹ vốn có liên quan nhiều đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa nghèo cho người dân được An Phước tận dụng khá triệt để. Do vậy, nhóm tiêu chí về kinh tế xã hội đã nhanh chóng đạt được sau thời gian ngắn triển khai. Theo tổng kết, đến hết năm 2013, An Phước đã đạt 10 tiêu chí. Năm 2014 đăng ký thêm 3 tiêu chí, nhưng mới triển khai vài tháng đầu năm, khả năng sẽ đạt nhiều hơn con số này, khiến An Phước trở thành điểm sáng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Thít. Đối với ban chỉ đạo xã An Phước thì đây là một trong những ban chỉ đạo của xã là mạnh của huyện. Các đồng chí này còn trẻ, năng nổ, rất nhiệt tình, rồi am hiểu các cái chủ trương cũng như là đề ra nhiều cái giải pháp thực hiện rất tốt. Xã đã đạt nhiều tiêu chí là so với các cái xã còn lại của huyện. Chỉ còn lại các cái tiêu chí về liên quan đến vốn đầu tư. Cái nguồn vốn đầu tư để thực hiện các cái tiêu chí này thì cũng tương đối là nó thấp so với mặt bằng chung của các cái xã khác. Do đó thì đây là một cái điểm sáng của trong cái phong trào xây dựng xã nông thôn mới của huyện Mang Thít. Do đó ban chỉ đạo huyện là quyết tâm là sẽ tập trung chỉ đạo để cho An Phước phấn đấu và hoàn thành vào năm 2015. Thật vậy, trong năm 2014, tuy không được giúp vốn từ ngân sách, nhưng An Phước vẫn hoàn thành khá nhiều nội dung. Năm là số tiêu chí mà xã An Phước đã hoàn thành, vượt 2 tiêu chí so với số lượng đăng ký ban đầu. Đến nay, An Phước chỉ còn 4 tiêu chí cuối, hầu hết đều là những tiêu chí liên quan đến vốn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang quyết tâm rất cao để có thể hoàn thành các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong năm nay. Ban chỉ đạo của xã tập trung quyết liệt, đặc biệt được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Qua 4 năm thực hiện thì đến hiện tại thì xã An Phước đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện tại thì còn lại 4 tiêu chí cần phải tập trung nỗ lực, đó là tiêu chí về nhà ở, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí trường học và tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Trước tiên là về tiêu chí số 9, nhà ở dân cư. Nhiều khả năng đây sẽ là nội dung mà An Phước hoàn thành sớm nhất trong năm. Bởi lẽ hầu hết nhà ở còn lại ở đây đều thuộc dạng hộ trung bình và khá, dễ vận động để dân tự cất. Như hộ của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở ấp Định Thới A, vợ chồng anh chị dành dụm nhiều năm được một số tiền, mong muốn năm sau mới xây nhà, nhưng được địa phương vận động xây sớm, vợ chồng chị cũng đã thuận tình. Nhờ anh Hai Công ở dẫn với xã nên vận động kêu cất nhà. Có nhà vững chắc ở vậy đó, không ở nhà sập xệ. Tôi chờ chồng tôi thấy vậy thôi, cũng gán tranh thủ cất cái nhà. Đang cho kiên cố, đang lên xã nông thôn mới. Khởi công 15 ngày, giờ đợi bơm cát. Khoảng cuối tháng 3 âm lịch là xong.
Trong số 25 căn nhà tạm hồi đầu năm, chỉ có 5 căn thuộc hộ cận nghèo cần vận động mạnh thường quân giúp vốn, còn lại đều là những hộ thuộc dạng trung bình khá và cũng chưa đến tuổi xây nhà như chị Lệ. Tuy nhiên, qua sự vận động của địa phương, bà con cũng đã đồng tình và sẵn sàng tiến hành xây nhà mới. Xem ra, để hoàn thành tiêu chí số 9, An Phước không cần vốn ngân sách hỗ trợ. Tất cả chỉ phụ thuộc vào nỗ lực vận động của ban chỉ đạo xã và nhân dân địa phương. Kế đến là tiêu chí số 3, thủy lợi. Nhìn chung về cơ bản, các tuyến đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con đều đã được xây dựng hoàn chỉnh. Theo thống kê của xã, An Phước có 4 cống đập cần kiên cố hóa. Thế đó, trong năm nay, chỉ cần 50% số cống đập được kiên cố thì xem như đạt tiêu chí này. Thì để đạt cái tiêu chí về cái số 3 về thủy lợi, thì trong năm 2015, xã sẽ xây 2 cống. Là thứ nhất về cái cống ấp Phú Hòa là ngay chỗ đập 10 mũ là chúng ta đang đứng. Và cái cống thứ hai là ngay chỗ về cái cây sơn của ấp Định Thái A. Thì cái hình thức là để là xây cống thì ngay chỗ ban quản lý dự án kết hợp với phòng tài chính đã có gạo khảo sát xong, mà hiện nay thì đang ghi vốn và chờ lập cái dự toán thiết kế để chúng tôi là thực hiện trong cái quý 2 năm 2015. Về cái là hình thức xây là cái chiều dài của cống là 30m, là cái cống là cống kiên cố hóa, hình thức là bê tông. Được biết, để hoàn thành tiêu chí về thủy lợi thì ngân sách của trên sẽ hỗ trợ không đáng kể, chỉ khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng là sẽ đạt. Như vậy, một tiêu chí nữa cũng có khả năng sẽ nhanh chóng được hoàn thành nếu được giải ngân sớm. An Phước có đến 12 ấp, là một trong những xã có địa bàn rộng của huyện Mang Thít. Các thiết chế văn hóa cũng được quy hoạch nhiều hơn, có đến 4 điểm được quy hoạch, bao gồm một trung tâm văn hóa đình làng của xã và 3 cụm nhà văn hóa khu thể thao liên ấp. Bình quân mỗi điểm phục vụ cho 3 ấp. Tuy vậy, do yêu cầu trong giai đoạn 1 chỉ cần đạt 50%, nên An Phước chỉ cố gắng xây dựng 2 điểm là đạt. Điểm thứ nhất là trung tâm văn hóa đình làng của xã sẽ được sửa chữa và nâng cấp từ trụ sở đình làng Hòa Phú trước đó, đồng thời mở rộng thêm các sân chơi thể thao như cầu lông, bóng chuyền, kể cả sân bóng đá. Điểm này trước mắt sẽ phục vụ cho 6 ấp xung quanh gồm Hòa Phú, Phú Hòa, Phước An, Phước Thủy, Thanh Thủy và Thủy Thuận. Ở đây là thu hút rất nhiều bà con, là nhiều thành phần. Thì ngoài cái chuyện mà mở các lớp học tập đó, thì ở đây thì bà con còn cái nhu cầu nữa là nhu cầu về hoạt động về văn hóa văn nghệ. Văn hóa văn nghệ như là đờn ca tài tử hay là mọi mặt về ca hát đó, thì bà con rất là cần. Nhưng mà cái phương tiện mình đây thì nó cũng chưa đạt lắm, nó còn thô sơ. Xem bóng chuyền này thì cách nay là cũng khoảng 10 năm rồi. Thì giờ nó xuống cấp rồi, nếu cần mình nâng lại. Nhưng mà mình vẫn giữ hiện trạng đó, mình nâng cấp thêm lên. Rồi còn cái hội trường thì theo như là ủy ban xã xuống cũng có hội ý với đình ở dưới này đó. Thì mình cũng nên là nâng cấp cái hội trường, mình cắt mới cái hội trường khoảng 200 chỗ mới đủ. Điểm thứ hai là nhà văn hóa khu thể thao liên ấp Phú Hội. Nếu xây xong, điểm này sẽ phục vụ cho 6 ấp còn lại là Phú Hội, Phú Bình, Phú An, Thuận Thới, Định Thới A và Định Thới B. Được biết, tổng kinh phí cho các nội dung này khoảng 6 tỷ 500 triệu đồng, vốn ngân sách. Có thể nói, so với nhiều địa phương có địa bàn tương đương, giải pháp tận dụng cái sẵn có và hình thức liên cụm như An Phước quy hoạch, rõ ràng đây chưa phải là con số quá lớn đối với tiêu chí này. Trong 4 tiêu chí còn lại, thì trường học là tiêu chí nặng vốn nhất, ước tính chiếm đến 67,4% tổng số vốn được phân bổ là 24,2 tỷ đồng. Bởi lẽ An Phước còn nhiều trường phải đạt chuẩn thì mới đạt tiêu chí này. Toàn xã có 5 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở. Hiện tại chỉ có 2 trường đạt chuẩn quốc gia là trường tiểu học An Phước A và tiểu học An Phước B. Để đạt tiêu chí này, theo quy định thì An Phước phải phấn đấu đạt chuẩn quốc gia thêm 2 trường nữa. Đó là trường trung học cơ sở An Phước và một trường mầm non. May mắn cho An Phước là nhờ đã có nền tảng trước nên các trường học chỉ cần bổ sung sửa chữa, không phải xây mới, nên con số cũng không quá lớn. Chẳng hạn như trường trung học cơ sở An Phước, hiện tại số phòng học trường này đã đủ so với trường đạt chuẩn quốc gia, trường chỉ còn thiếu 9 phòng chức năng cần được bổ sung.
tuy nguồn giống khá lớn nhưng thật sự cần thiết cho giáo viên và học sinh trường này. Thực tế trước đây thì những cái phòng này thì chúng tôi lắp ghép sử dụng chung, ví dụ phòng hiệu bộ, phòng hành chánh thì sử dụng chung, nhất là cái phòng học bộ môn thì cũ, nó thiếu cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, nó cũ, nó không chính xác thì nó gặp khó khăn cho giáo viên và học sinh trong những cái tiết dạy thí nghiệm thực hành, cho nên là mấy em nó sẽ bị thiệt thòi trong những cái tiết này. Theo kế hoạch thì chắc phải hỗ trợ thêm, xây dựng thêm là 9 phòng chức năng. Dù là trường dành cho cấp nào thì việc xây dựng đạt chuẩn là điều cần thiết để phục vụ mục tiêu giáo dục quốc gia. Vậy nên con số 16,3 tỷ đồng cho tiêu chí số 5 của xã An Phước tuy không lớn so với các địa bàn khác, nhưng trong tình hình khan giống như hiện nay thì đó vẫn là điều khó khăn đối với xã. Hiện ban chỉ đạo cả huyện và xã đều rất quyết tâm để vượt qua cái khó này. Đây là cuộc họp thường kỳ 2 tuần một lần của ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Mang Thít với xã An Phước. Từ đầu năm 2015 đến nay đều họp định kỳ như vậy. Ngoài nội dung tập trung cho 4 tiêu chí cuối, ban chỉ đạo các cấp cũng rất quan tâm đến các nội dung còn rơi rớt ở các tiêu chí đã hoàn thành. Nhưng trọng tâm vẫn là vấn đề làm thế nào để giúp An Phước đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm nay. Thí dụ tôi nói cái về môi trường thì là hiện nay là 65% là đạt cái hố tiêu. Bây giờ chúng tôi vận động là cái khả năng tự lực của họ thì cái này là cái nói rất là khó. Cái còn giây phút cuối còn một số hộ đó thì chúng tôi đang làm cái kế hoạch phương án là cho vay, xin vay để rồi chúng ta tiếp tục làm cái hố tiêu cho đạt 100% đảm bảo cái môi trường. Tiêu chí về thủy lợi, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về trường học thì hiện tại thì các tiêu chí này thì đối với xã đang chờ nguồn vốn ngân sách từ phía trên để hỗ trợ. Nhưng đối với xã thì trách nhiệm của xã thì hiện nay xã đã chuẩn bị về mặt bằng, vị trí, diện tích đảm bảo cho việc khi có kinh phí hỗ trợ thì tổ chức thực hiện ngay để hoàn thành trong năm 2015. Cũng ngay tại cuộc họp thường kỳ này, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều nội dung trong 15 tiêu chí đã đạt. An Phước cần tiếp tục nâng chất và ráo riết đẩy nhanh tiến độ trong quý 2. Và cũng qua đó mới thấy rằng không khí chung tay xây dựng nông thôn mới ở An Phước rất sôi nổi, bà con vừa thực hiện vừa chờ tin vui từng ngày. Nói chung triển khai cái nông thôn mới thì hết bà con đều là phấn khởi. Bởi vì là qua cái vài năm thực hiện thì cái giao thông nông thôn nè, đi lại bà con rất là nó thuận lợi. Vận chuyển hàng hóa rồi đối với nông thôn nó rất là ổn. Đồng thời đó là cái từng bước hình thành cái tổ chức sản xuất đi vào nề nếp bà con ta rất là hoan nghênh. Bây giờ thì cái nó nông mới thì bà con ta rất cũng đây. Bởi vì những cái mà mình nói nãy giờ là nó đi vào cuộc sống thực tế của người dân. Về phía huyện đã đề nghị tỉnh sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện xây dựng xã An Phước đạt vào năm 2015. Thì huyện đã đề nghị với tỉnh, hiện nay cũng đang chờ tỉnh cho chủ trương. Nếu tỉnh chấp thuận cho chủ trương thì về phía huyện sẽ huy động từ nhiều cái nguồn lực để đầu tư các công trình thuộc các cái tiêu chí mà có liên quan đến vốn đầu tư. Ví dụ hiện nay thì xã huyện cũng đang vận động các mạnh thường quân tới đóng góp. Cái thứ hai thì nếu mà tỉnh có chủ trương thì huyện sẽ ứng vốn để thực hiện các công trình trong năm 2015. Sau đó thì đề nghị tỉnh sẽ bố trí lại. Có thể thấy hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, việc dân liệu, việc xã lo, việc của huyện xoắn tay làm. Tất cả đều diễn ra với tiến độ hết sức nhanh chóng. Vấn đề còn lại mà An Phước đang rất cần là một chủ trương kịp thời từ ban chỉ đạo tỉnh, để giúp địa phương này sớm được ghi tên mình vào danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh trong năm nay. Được vậy thì thành tích của An Phước sẽ rất có ý nghĩa. Bởi lẽ, đây cũng là một trong số rất ít xã nằm ở giai đoạn 2, nhưng về đích sớm trong giai đoạn đầu, thể hiện quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và người dân nơi đây trong công cuộc thi đua yêu nước lần này. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, chương trình nông thôn mới của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.